Sau vụ đánh bom ở Sri Lanka, mọi người trở nên sống đạo tốt hơn. Các cuộc tấn công vào lễ phục sinh ở Sri Lanka đã giết chết hơn 250 người ở một số nhà thờ. Kể từ đó, Đức Tổng giám mục hạt Colombo, Đức Hồng Y đã phải đối mặt với những tình huống rất khó khăn. Đức Hồng Y Tổng giám mục Colombo Sri Lanka cho biết, ngoài ra còn có một ông mất vợ và ba con, ông chỉ còn có một mình, khi tôi đến thăm nhà ông, ông nhìn tôi bằng ánh mắt mất thần và nói với tôi rằng, bây giờ chỉ còn có một mình con, nhà của con, con sẽ làm gì ở ngôi nhà này? Nhiều người bên bờ tuyệt vọng đã tìm kiếm Đức Hồng Y để có câu trả lời cho những trường hợp khó hiểu này. Đức Hồng Y Mancouranchi, tổng giám mục Colombo, Sri Lanka cho biết, câu trả lời của tôi, tôi luôn nói với anh ấy là Thiên Chúa yêu con có lẽ vợ và các con của con đang ở trên thiên đàng vì vậy họ sẽ can thiệp cho con họ không rời xa con họ ở bên con có lẽ họ thậm chí còn ở bên con nhiều hơn trước đây nữa sau khi phải đối mặt với sự tàn ác của những kẻ khủng bố này đức hồng y cảm động trước thái độ và phản ứng của những nạn nhân này đức hồng y Iranji đã nói tôi thấy mọi người trở nên sống đạo sốt sắng và suy niệm nhiều hơn tại sao có vẻ như một hiệu quả tích cực đã diễn ra giữa tất cả những tiếng khóc tất cả những nỗi đau và tất cả những khổ đau ngoài những lời an ủi đức hồng y đòi hỏi sự công bằng và mạnh mẽ chống lại những người thúc đẩy chủ nghĩa hồi giáo cực đoan trong khi đó ngài đang làm việc để khôi phục sự bình thường cho cộng đồng những ngày qua một nhóm từ tổ chức viện trợ giáo hội khó khăn cũng đã đến thăm đức hồng y ở sri lanka họ muốn thể hiện sự gần gũi với các ki tô hữu ở đó trong những tuần khó khăn này và đánh giá những gì có thể làm hơn nữa hầu giúp cộng đồng Kitô tô giáo ở đất nước này một lần nữa trở lại trên đôi chân của họ